Xin chào các em đã đến với bộ môn khoa học tự nhiên 6. Trước khi vào bài học ngày hôm nay, các em hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông báo của bài học tiếp theo. Ở những bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu về các loài sinh vật, sự đa dạng thế giới sống, và đó nằm trong chủ đề 8. Vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn lại những kiến thức trên. Ôn tập chương 8. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta cần đạt được những mục tiêu sau đây: hệ thống hóa kiến thức về đa dạng thế giới sống và vai trò của mỗi nhóm sinh vật trong thực tiễn, trình bày được lợi ích, tác hại của các nhóm sinh vật trong tự nhiên và thực tiễn, biết ứng dụng những lợi ích của các nhóm sinh vật và hạn chế tác hại do sinh vật gây ra đối với con người, tự nhiên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào phần đầu tiên, khởi động. Theo Whittaker 1969, thế giới sống được chia thành mấy giới? A2, B3, C4, D5. Đáp án đúng nhất của chúng ta chính là đáp án D, 5 giới. Câu 2. 5 giới sinh vật gồm: A. Giới virus, giới nguyên sinh, giới nấm, thực vật, động vật. B. Giới khởi sinh, virus, nấm, thực vật, động vật. C. Giới khởi sinh, nguyên sinh, nấm, thực vật, động vật. D. Giới khởi sinh, nguyên sinh, nấm, vi khuẩn cổ, động vật. Và đáp án đúng nhất chính là đáp án C. Giới khởi sinh, nguyên sinh. B. Giới nguyên sinh. C. Giới nấm. D. Giới thực vật. Đáp án đúng nhất chính là đáp án A. Giới khởi sinh. Câu 4. Giới sinh vật nào gồm những sinh vật có cấu tạo tế bào nhân thực, phần lớn là cơ thể đơn bào? A. Giới khởi sinh. B. Giới nguyên sinh. C. Giới thực vật. D. Giới động vật. Đáp án đúng nhất là đáp án B. Giới nguyên sinh. Câu 5. Giới sinh vật nào có khả năng quang hợp và không có khả năng di chuyển? A. Giới động vật. B. Giới khởi sinh. C. Giới thực vật. D. Giới nấm. Và đáp án chính xác chính là đáp án C. Giới thực vật. Câu 6. Giới động vật gồm những sinh vật có: A. Cấu tạo tế bào nhân thực, cơ thể đa bào có khả năng di chuyển. B. Cấu tạo tế bào nhân sơ, cơ thể đa bào có khả năng di chuyển. C. Cấu tạo tế bào nhân thực, cơ thể đơn bào có khả năng di chuyển. D. Cấu tạo nhân thực, cơ thể đa bào không di chuyển. Và đáp án đúng nhất chính là đáp án A. Cấu tạo tế bào nhân thực, cơ thể đa bào có khả năng di chuyển. Câu số 7. Sống ký sinh nội bào bắt buộc: A. Vi khuẩn. B. Thực vật. C. Động vật. D. Virus. Đáp án đúng nhất chính là đáp án D. Virus. Câu 8. Đa dạng sinh học là sự phong phú: A. Về số lượng loài. B. Số lượng cá thể trong loài. C. Môi trường sống. D. Gồm 3 đáp án trên. Và đáp án đúng nhất chính là đáp án D. Gồm cả 3 đáp án trên. Trong chương 8 gồm có những kiến thức cơ bản sau: kiến thức về virus, vi khuẩn, nguyên sinh vật, nấm, thực vật, động vật và đa dạng sinh học. Virus. Virus có kích thước siêu hiển vi. Chúng sống ký sinh nội bào trong cơ thể sống khác. Chúng gồm có 3 hình dạng cơ bản: dạng xoắn, ví dụ như virus khảm thuốc lá; dạng hình khối, virus corona; dạng hỗn hợp, thực khuẩn thể. Virus chưa có cấu tạo tế bào, chúng chỉ gồm một lớp vỏ protein và phần lõi chứa vật chất di truyền. Một số virus có thêm lớp vỏ ngoài. Lớp vỏ bên ngoài có chức năng bảo vệ giúp virus bám bề mặt của tế bào chủ. Vỏ protein bảo vệ phần lõi. Phần lõi có chức năng chứa vật chất di truyền. Virus mang lại vai trò: thứ nhất, sản xuất thuốc trừ sâu; thứ hai, sản xuất các chế phẩm sinh học, ví dụ như vaccine COVID-19. Bên cạnh đó, chúng còn gây ra một số bệnh, như bệnh cúm ở người do virus cúm gây nên, bệnh sốt xuất huyết do virus sốt xuất huyết. Sau đây là một số biện pháp phòng chống các bệnh do virus gây nên. Thứ nhất, tiêm vaccine. Thứ hai, khi ngủ chúng ta phải ngủ mùng. Thứ ba, đeo khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp. Thứ tư, rửa tay bằng xà phòng và dung dịch sát khuẩn. Thứ năm, hạn chế tiếp xúc nơi đông người. Và cuối cùng, chúng ta phải dọn dẹp thường xuyên nơi ở và nơi sinh hoạt.
Vi khuẩn. Vi khuẩn là nhóm sinh vật đơn bào có cấu tạo tế bào nhân xơ, kích thước hiển vi. Vi khuẩn có cấu tạo bên ngoài là thành tế bào, phía trong là màng tế bào, tiếp đến là chất tế bào, trong cùng là vùng nhân. Vùng nhân chứa vật chất di truyền. Phía bên ngoài có lông bơi và roi bơi, mục đích giúp cho vi khuẩn di chuyển. Vi khuẩn có mặt ở khắp mọi nơi như trong không khí, thức ăn ôi thiêu, quần áo bẩn, vật dụng trong gia đình, kể cả trên cơ thể người. Vi khuẩn có hình dạng, hình que, ví dụ như trực khuẩn lỵ, hình cầu như liên cầu khuẩn, hình xoắn, xoắn khuẩn, hình dấu phẩy, phẩy khuẩn tả. Vai trò của vi khuẩn trong tự nhiên, phân hủy sinh vật và các chất thải hữu cơ làm sạch môi trường. Trong thực tiễn, vi khuẩn có vai trò trong các chế biến, thực phẩm và sản xuất sản phẩm trong công nghệ sinh học. Bên cạnh những vai trò có lợi thì vi khuẩn còn gây một số bệnh cho người, động vật, thực vật. Một số vi khuẩn làm hư hỏng thực phẩm, làm thức ăn bị ôi thiêu. Cô lấy ví dụ như trực khuẩn lỵ gây bệnh kiết lỵ ở người. Một số biện pháp để bảo vệ cơ thể. Tăng cường bồi bổ cho cơ thể. Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Sử dụng thuốc kháng sinh đúng bệnh. Vệ sinh môi trường sạch sẽ. Ăn chín uống sôi. Ăn uống đúng vệ sinh. Nguyên sinh vật. Nguyên sinh vật là sinh vật nhân thực có cơ thể đơn bào, kích thước hiển vi và không có hình dạng cố định. Chúng có nhiều kiểu hình dạng khác nhau, ví dụ như hình cầu, hình đế dày, hình thoi. Cấu tạo của nguyên sinh vật gồm có màng tế bào, chất tế bào và nhân. Một số các nguyên sinh vật có lông bơi hoặc lục lạp. Nguyên sinh vật thường sống dưới nước hoặc trong cơ thể sinh vật khác. Đa số các nguyên sinh vật sẽ gây bệnh, ví dụ như bệnh sốt rét ở người, bệnh kiết lỵ, bệnh amít ăn não. Biện pháp để phòng chống các bệnh, ví dụ như ngủ màn, diệt ruồi muỗi, vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh nơi ở, đặc biệt tuyên truyền mọi người vệ sinh môi trường xung quanh. Nấm. Nấm có cấu tạo là tế bào nhân thực, có thành tế bào và không có lục lạp. Nấm gồm hai loại. Loại đầu tiên chính là nấm đơn bào. Cơ thể gồm một tế bào, gồm màng tế bào, chất tế bào, nhân, ví dụ như nấm men. Chúng sinh sản bằng cách mọc chồi. Loại thứ hai là nấm đa bào, gồm có cơ quan sinh dưỡng là các thể sợi nấm. Cơ quan sinh sản gồm có bao gốc nấm, chân nấm hay còn gọi là cuống nấm, vòng cuống, phiến nấm, mũ nấm, vẩy nấm. Bên trong phiến nấm có chứa các hạt bào tử. Dựa vào cơ quan sinh sản, người ta lại chia thành hai loại nấm đảm và nấm túi. Nấm có nhiều hình dạng khác nhau như hình bầu dục, hình cốc, hình sợi. Nấm dinh dưỡng bằng 3 hình thức: hoại sinh, ký sinh và cộng sinh. Nấm có vai trò trong tự nhiên, phân hủy xác sinh vật và chất thải hữu cơ làm sạch môi trường. Trong đời sống làm nguyên liệu trong công nghiệp chế biến thực phẩm, ví dụ như lên men rượu, làm thức ăn cho người và động vật, làm thuốc chữa bệnh. Một số loài nấm gây bệnh và gây ngộ độc. Thực vật. Thực vật có cơ thể đa bào, có lục lạp, sống tự dưỡng và phản ứng chậm với kích thích, không có khả năng di chuyển. Thực vật được chia thành hai loại. Loại đầu tiên là thực vật không mạch, đại diện ngành rêu, ví dụ như cây rêu tường. Loại thứ hai là thực vật có mạch, bao gồm các thực vật có mạch dẫn như ngành dương xỉ, hạt kín, hạt trần. Thực vật có vai trò trong tự nhiên cung cấp nơi ở, thức ăn cho các loài sinh vật khác, điều hòa không khí, giữ đất, giữ nước, bảo vệ môi trường. Trong đời sống, thực vật cung cấp lương thực thực phẩm cho con người, làm cảnh, lấy gỗ, làm thuốc chữa bệnh, có giá trị cao về kinh tế. Bên cạnh đó cũng có một số gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Chúng có chứa các chất gây nghiện, chất độc. Động vật. Động vật có khả năng di chuyển, dinh dưỡng dị dưỡng. Động vật được chia làm hai loại: động vật có xương sống và động vật không có xương sống. Ở động vật có xương sống gồm có các lớp: lớp cá sống dưới nước, bơi bằng vây, lớp lưỡng cư ở cạn và nước,
da trần, ẩm ướt, chân có mảng bơi, lớp bò sát sống ở cạn, một số ít ở nước, da khô có vảy sừng. Lớp chim có lông vũ, chi trước biến thành cánh, mỏ sừng, di chuyển bằng cách bay, chạy, bơi. Lớp thú có lông mao, răng phân hóa, đa số đẻ con, nuôi con bằng sữa. Ở động vật không xương sống gồm có ruột khoang, sống ở nước, động vật đa bào, bậc thấp, hình trụ có tua miệng, đối xứng tỏa tròn. Giun, cơ thể đối xứng hai bên, đã phân biệt phần đầu, phần đuôi, mặt lưng, mặt bụng. Thân mềm, cơ thể mềm, không phân đốt, có vỏ đá vôi, có điểm mắt. Chân khớp, cơ thể phân đốt, đầu, ngực, bụng, di chuyển bằng cánh, bộ xương ngoài bằng chất kitin. Các đôi chân có khớp động. Vai trò của động vật. Đối với vai trò có lợi, làm sức kéo, giải trí, làm thức ăn cho người và động vật khác, làm cảnh. Một số động vật gây hại, gây bệnh ở người, ví dụ như bệnh dịch hạch, do bọ chét là vật chủ trung gian. Gây hại cho mùa màng như ốc bu vàng. Gây bệnh cho cá như giận cá. Đa dạng sinh học. Đầu tiên về khái niệm, đa dạng sinh học là sự phong phú về số lượng loài, số lượng cá thể trong loài và môi trường sống. Đa dạng sinh học có vai trò trong tự nhiên giúp cân bằng sinh thái, tạo mối liên hệ mật thiết giữa sinh vật với các yếu tố môi trường. Điều hòa khí hậu, làm sạch môi trường, chắn sóng và chống sạt lở ven biển. Trong thực tiễn, đa dạng sinh học làm lương thực, thực phẩm, dược liệu, làm đồ dùng, vật dụng, đối tượng nghiên cứu khoa học, có giá trị bảo tồn, du lịch, kinh tế. Sự suy giảm đa dạng sinh học, nguyên nhân là phá rừng, săn bắt, buôn bán thực vật, động vật hoang dã, xả rác và chất thải bừa bãi. Hậu quả gây mất cân bằng sinh học, ô nhiễm môi trường sống, gây lũ lụt, hạn hán, sạt lở đất. Biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học, tuyên truyền và thực hiện các biện pháp bảo vệ, trồng cây gây rừng, cấm săn bắt, buôn bán, sử dụng sinh vật quý hiếm, xây dựng khu bảo tồn, vườn quốc gia. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập vận dụng. Trong gói câu hỏi này sẽ gồm có 8 câu hỏi và mỗi câu sẽ có hình ảnh gợi ý. Các em quan sát hình và cho biết tên và chúng thuộc giới sinh vật nào. Đây là trùng roi thuộc giới nguyên sinh. Còn đây là một sinh vật gây bệnh ở phổi của người. Chính là vi khuẩn lao thuộc giới khởi sinh. Còn đây là san hô thuộc giới động vật. Chúng sống thành tập đoàn có khoang cơ thể chung nhau. Còn đây chính là một loài cây có cơ quan sinh sản là nón. Đó chính là cây thông thuộc giới thực vật. Còn đây là loài thú mỏ vịt thuộc giới động vật. Đây chính là virus corona. Một loài virus nào sống ký sinh trên cơ thể của vi khuẩn? Đó chính là thực khuẩn thể. Đây là một loài vi khuẩn cộng sinh với các cây họ đậu. Chính là vi khuẩn nốt sần. Chúng cộng sinh và sống ở rễ của các cây họ đậu. Dạng bài tập tiếp theo là các em hãy liệt kê một số đặc điểm của các loài sinh vật sau: con thỏ, cây sen, chim bồ câu và cá rô phi. Thứ hai là chúng ta phải lập sơ đồ khóa lưỡng phân cho những sinh vật này. Đầu tiên chính là liệt kê một số đặc điểm thì rất là đơn giản rồi. Con thỏ, chúng sống trên cạn, di chuyển bằng bốn chân, có lông mao bao phủ. Cây hoa sen sống dưới bùn đất, không di chuyển, có khả năng tự dưỡng bằng hình thức quang hợp. Chim bồ câu di chuyển bằng chân và cánh, có lông vũ bao phủ. Cá rô phi sống dưới nước, di chuyển bằng vây bơi. Tiếp theo là sơ đồ khóa lưỡng phân của các sinh vật này. Thì dựa vào các đặc điểm mà chúng ta vừa liệt kê trên thì chúng ta thấy rằng chúng ta có thể dựa vào đặc điểm là khả năng di chuyển của các loài sinh vật. Lúc này đối với lại khả năng di chuyển thì chúng ta thấy rằng trong 4 sinh vật cây hoa sen, cá rô phi, con thỏ và chim bồ câu thì không có khả năng di chuyển, chính là cây hoa sen. Và còn lại
có khả năng di chuyển, chúng ta lại tiếp tục dựa vào đặc điểm là có chân. Nếu sinh vật nào không có chân, đó chính là cá rô phi, vì chúng di chuyển bằng vây vơi. Còn lại những sinh vật có chân thì chúng ta lại tiếp tục dựa vào đặc điểm biết bay. Nếu không biết bay chính là con thỏ, còn biết bay chính là chim bồ câu. Câu hỏi tiếp theo, nếu vai trò của sinh vật đối với thiên nhiên và đối với đời sống con người. Như các em đã học thì đối với thiên nhiên, các sinh vật này có một số vai trò như sau: phân hủy xác sinh vật thành chất hữu cơ tốt cho các sinh vật khác, làm thức ăn cho các loài sinh vật, làm nơi ở nơi sinh sản, điều hòa khí hậu và còn rất nhiều những vai trò khác nữa. Còn đối với đời sống con người, chúng làm thức ăn, làm cảnh, lấy gỗ, làm thuốc, làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp. Và các em có thể liệt kê giúp cô một số vai trò của các sinh vật đối với đời sống con người ở phía dưới bình luận nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết một số bài tập có ở trong sách giáo khoa. Câu số 1. Em hãy cho biết sinh vật nào dưới đây không cùng nhóm với những sinh vật còn lại. A. Nấm túi, B. Nấm men, C. Nấm nhầy, D. Nấm đảm. Đáp án đúng nhất của chúng ta chính là đáp án C. Nấm nhầy. Câu 2. Sử dụng kiến thức đã học, các em hãy hoàn thành bảng theo mẫu sau. Trong bảng gồm có số thứ tự, giới sinh vật, đại diện, đặc điểm cấu tạo, kiểu dinh dưỡng. Ở đây chúng ta đã học 5 giới, đó là giới khởi sinh, nguyên sinh, nấm, thực vật và động vật. Nhiệm vụ của các em sẽ phải liệt kê một số đại diện của các giới này, đặc điểm cấu tạo và kiểu dinh dưỡng. Cô lấy ví dụ như giới khởi sinh, đại diện chính là vi khuẩn E. coli và vi khuẩn Lam. Đặc điểm cấu tạo, cơ thể của cấu tạo là tế bào nhân sơ. Kiểu dinh dưỡng, tự dưỡng hoặc dị dưỡng. 2. Giới nguyên sinh, đại diện là trùng roi, trùng đế dày, tảo lam. Đặc điểm cấu tạo, cơ thể của cấu tạo đơn bào, nhân thực. Kiểu dinh dưỡng, dị dưỡng hoặc tự dưỡng. Vì có một số loài trong cơ thể của chúng có chứa lục lạp nên chúng có khả năng quang hợp khi có ánh sáng. 3. Nấm, đại diện như nấm men, nấm mốc hoặc một số loài nấm mà chúng ta ăn được như là nấm mọc nhĩ, nấm linh chi. Đặc điểm cấu tạo, cơ thể của cấu tạo là tế bào nhân thực, đơn bào hoặc đa bào. Kiểu dinh dưỡng, dị dưỡng. Giới sinh vật là thực vật, đại diện như rêu, cây thông, cây chanh. Đặc điểm cấu tạo, cơ thể của cấu tạo tế bào nhân thực, đa bào. Kiểu dinh dưỡng, tự dưỡng. Động vật, đại diện như giun, ốc, cá, ếch. Đặc điểm cấu tạo, có cơ thể cấu tạo là tế bào nhân thực, đa bào. Kiểu dinh dưỡng là dị dưỡng. Câu 3. Hoàn thành bảng theo mẫu bằng cách điền chức năng tương ứng với các thành phần cấu tạo của virus. Ở bài virus chúng ta đã học, virus có cấu tạo gồm có vỏ protein, phần lõi, một số virus có thêm phần vỏ ngoài. Chức năng của các thành phần này như sau. Vỏ protein có chức năng bảo vệ phần lõi. Phần lõi làm nhiệm vụ chứa vật chất di truyền. Và phần vỏ ngoài làm nhiệm vụ bảo vệ, giúp virus bám lên bề mặt của tế bào chủ. Câu 4. Ở câu hỏi này người ta sẽ cung cấp cho chúng ta những thông tin và yêu cầu các con trả lời một số câu hỏi. Đoạn thông tin được cung cấp như sau. Vi sinh vật là những sinh vật đơn bào hoặc đa bào, nhân sơ hoặc nhân thực, có kích thước rất nhỏ, không quan sát được bằng mắt thường mà phải sử dụng kính hiển vi. Vi sinh vật có ở khắp mọi nơi trên trái đất, ngay kể cả ở điều kiện khắc nghiệt như ở nhiệt độ cao trong miệng núi lửa, nhiệt độ thấp ở Nam Cực và áp suất lớn ở dưới đáy đại dương. Vi sinh vật có khoảng trên 100.000 loài, trong đó có nhiều loài vi sinh vật có lợi nhưng cũng có nhiều loài gây bệnh cho con người và các sinh vật khác. Dựa vào những thông tin này thì em hãy cho biết vi sinh vật bao gồm những nhóm nào sau đây. A. Vi khuẩn và nguyên sinh vật. B. Vi khuẩn và thực vật. C. Nguyên sinh vật và thực vật. D. Nấm và động vật. Và đáp án đúng nhất của chúng ta, vi sinh vật bao gồm vi khuẩn và nguyên sinh vật, đó chính là đáp án A.
Câu B, nêu vai trò của vi sinh vật đối với con người. Vi sinh vật sẽ có một số vai trò sau đây. Vi sinh vật tham gia vào chu trình sinh địa hóa, phân hủy xác sinh vật, làm sạch cho môi trường. 2. Một số nhóm vi sinh vật được sử dụng trong quá trình sản xuất và lên men. C. Em hãy vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ dinh dưỡng giữa vi sinh vật với các sinh vật khác như thực vật và động vật. Cô lấy ví dụ như xác sinh vật là động vật hoặc thực vật. Chúng bị phân hủy là nhờ các vi sinh vật phân hủy. Sau đó, sẽ tạo thành mùn, bã giàu chất dinh dưỡng, tạo thành dinh dưỡng cao cho các loài thực vật, và các loài thực vật lại làm thức ăn cho động vật. Câu 5. Bệnh truyền nhiễm là bệnh lây truyền từ người sang người hoặc từ động vật sang người. Tác nhân gây bệnh thường là virus, vi khuẩn, nấm hoặc nguyên sinh vật. Các bệnh truyền nhiễm thường lây lan nhanh và có thể bùng phát thành dịch. Em hãy khảo sát thực trạng bệnh truyền nhiễm ở địa phương em và lập một bảng thống kê tên bệnh, tác nhân gây bệnh, biểu hiện và biện pháp phòng chống các bệnh đó. Đối với câu hỏi này thì cô sẽ lấy một số các ví dụ như sau. Đầu tiên chính là bệnh sốt xuất huyết. Tác nhân gây bệnh chính là do virus sốt xuất huyết gây nên. Biểu hiện là các em sẽ có những triệu chứng như sau: đau đầu, sốt, phát ban, chảy máu cam, nôn. Bệnh sốt xuất huyết là do một loài côn trùng, trung gian truyền bệnh chính là muỗi. Vậy cho nên biện pháp phòng chống bệnh này chính là diệt muỗi, diệt bọ gậy và ngăn ngừa muỗi đốt. Loại bệnh thứ hai chính là bệnh tiêu chảy. Tác nhân gây bệnh là do vi khuẩn đường ruột gây nên. Biểu hiện là buồn nôn, đau đầu, tiêu chảy. Biện pháp phòng chống là các em phải rửa tay đúng cách theo khuyến cáo, ăn uống hợp vệ sinh và vệ sinh môi trường sạch sẽ. Ngoài ra thì các em có thể liệt kê các bệnh có ở địa phương của các em đang sinh sống và trình bày tương tự như hai loại bệnh trên mà cô đã trình bày ở đây. Như vậy, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông báo của những bài học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.